VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Cách đây mấy tháng Tôi đã từng thuật lại câu chuyện đặc công Việt Nam Tấn công phá hủy một trạm radar nằm sâu bên kia biên giới Trung Quốc Trong thời kỳ chiến tranh biên giới phía Bắc Sự việc đó Nằm trong bản tin VN YouTuber số 44 Và nội dung của nó được tổng hợp từ lời kể Của một số cựu chiến binh Trung Quốc Đăng trên trang mạng thiết huyết Tuy vậy, các cựu chiến binh Trung Quốc Khi kể lại câu chuyện cũng nói rằng Họ được nghe người khác kể lại hoặc là đọc trong sách báo nào đó. Tức là các thông tin này vẫn nằm dưới dạng tin đồn mà thôi. Nhưng đến gần đây, mạng Sina của Trung Quốc đã đăng một bài viết trong đó trích dẫn lời kể của một trung tướng, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, xác nhận có vụ bị đặc công Việt Nam tập kích. Trong bản tin hôm nay, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài báo này để hiểu thêm về chiến công của bộ đội đặc công Việt Nam. Cụ thể, bài báo của mạng Sina đăng hôm 4 tháng 9 có tiêu đề là Việt Nam một lần đột kích chọc giận, Trung Quốc cho 15 đơn vị đến chiến đấu. Bài báo này viết như sau. Trong gia đình các lực lượng đặc biệt của thế giới ngày nay, đặc công Việt Nam không được xem là một tên tuổi lớn. Nhưng một lực lượng không được chú ý như vậy lại rất nguy hiểm. Trong ký ức của các binh sĩ đơn vị tự xưng là anh cả đỏ của Mỹ, họ được gọi là những con tắc kè hoa rừng rậm. Trong sự mài luyện của chiến tranh lâu dài, đặc công việt nam được đào tạo khá đặc sắc và có kỹ năng du kích chiến ở trình độ rất cao họ giỏi về độc lập tác chiến chú trọng độc lập chỉ huy độc lập hành động trong chiến đấu nói chung không liên hệ và không được sự yểm trợ hay phối hợp của cấp trên sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ tự thoát ly trận địa bộ đội đặc công việt nam giỏi về lợi dụng đêm tối sương mù và các điều kiện thời tiết khí hậu phức tạp của rừng rậm ngoài ra họ còn rất chú trọng ngụy trang thường cải trang thành quân nhân đối phương hoặc dân thường thạo ngôn ngữ của nước địch khiến đối thủ thật giả khó phân nên dễ bị đánh lừa bộ đội đặc công việt nam khi thực hành nhiệm vụ luôn chỉ mang 2 đến ba ngày lương thực ngoài ra họ dựa vào động vật hoang dã tại địa phương để tồn tại với kỹ năng xác định phương vị sinh hoạt dã ngoại và săn thú một bộ đội đặc công việt nam có thể đơn độc sinh tồn hơn một tháng trong rừng rậm trong cuộc chiến tranh biên giới việt trung Việt Nam lợi dụng kinh nghiệm tác chiến đặc công phong phú đã làm cho quân Giải phóng Trung Quốc bị không ít tổn thất. Trong số đó, sự việc kinh tâm động phách nhất là đặc công Việt Nam bí mật tập kích chạm radar trinh sát pháo binh Simbolai của quân ta. Radar này là Trung Quốc vừa mới nhập khẩu từ Anh, cũng chỉ nhập khẩu có hai chiếc thì kéo ngay ra chiến trường một chiếc. Sự kiện đặc công Việt Nam tấn công chạm radar này, tạp chí binh khí tri thức của nước ta từng phỏng vấn Trung tướng Hà Cơ Tôn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội khi nói về sự kiện radar simbolai bị tấn công ông hà cơ tôn kể rằng chúng ta nhập khẩu radar trinh sát pháo simbolai đại khái mấy trăm ngàn đô la một bộ tính năng tương đối tốt chuyên dùng để trinh sát đạn pháo bắn tới nhưng sau đó tổn thất mất một bộ là do bị quân việt nam phái đặc công đột nhập qua biên giới nước ta tập kích phá hỏng sau khi đặc công việt nam đột kích phá hỏng radar simbolai xong lãnh đạo cao cấp của quân đội trung quốc tức điên lên lúc đó có tin đồn rằng người lãnh đạo tối cao từng nói Đặc công của họ có thể đến phá hoại Tại sao trinh sát của chúng ta không thể đến Vì thế Từ tháng 7 năm 1984 Quân khu Bắc Kinh, quân khu Quảng Châu Quân khu Vũ Hán, quân khu Tế Nam Quân khu Thẩm Dương, quân khu Thành Đô Quân khu Lan Châu và lực lượng nhảy dù Đã tuyển chọn binh sĩ Tổ chức thành 15 nhóm trinh sát cấp chi đoàn Cử đến biên giới phía Nam Bắt đầu một cuộc chiến trinh sát bí mật 5 năm với Việt Nam Từ đó giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc Bùng nổ một cuộc chiến mà thế giới ít biết đó là cuộc chiến ác liệt dưới hình thức tác chiến của lực lượng đặc biệt. Các nhóm trinh sát của quân đội Trung Quốc liên tục tấn công, đặc công Việt Nam bị tổn thất nghiêm trọng nên không còn khả năng thâm nhập vào các trận địa của Trung Quốc để phá hoại được nữa. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết của mạng Sina đăng hôm mùng 4 tháng 9 về trận đánh phá hủy trạm Gia đa trinh sát pháo binh của Trung Quốc do đặc công Việt Nam tiến hành. Về diễn biến chi tiết của trận đánh này, mời các bạn tham khảo trong bản tin VN YouTuber số 44. Như vậy, qua lời ông Hà Cơ Tôn, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, việc đặc công Việt Nam thâm nhập phá hỏng trạm radar chính sát pháo binh của quân đội Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Trong bài viết trên cũng có một thông tin đáng lưu ý là sau trận đánh đó của đặc công Việt Nam, lãnh đạo Trung Quốc đã rất tức giận và ra lệnh cho các đơn vị quân đội Trung Quốc phải thành lập các đơn vị trinh sát để cử đến biên giới đối phó với đặc công Việt Nam. Theo thông tin của bài báo nói trên, từ năm 1984 đến khi kết thúc chiến tranh biên giới, lực lượng đặc công của Việt Nam và trinh sát của Trung Quốc đã đối đầu ác liệt. Tuy nhiên tác giả Trung Quốc nói rằng trinh sát Trung Quốc đã liên tiếp tấn công khiến đặc công Việt Nam bị tổn thất nặng nề thì họ lại không đưa ra được một trận đánh hay một sự kiện nào để chứng minh. Do vậy, đây có thể cũng chỉ coi là một tin đồn hoặc là họ viết vì tinh thần dân tộc. Về phía Việt Nam, trận đánh đài radar trinh sát pháo binh này hiện vẫn chưa có sách báo nào đề cập chính thức. Tuy nhiên có một vài thông tin trên mạng nói rằng khi đó bản thân quân ta cũng không biết là mình đã phá được dàn ra ra lợi hại vốn là chìa khóa giúp quân trung quốc phản pháo rất chính xác mà lúc đó ta chỉ báo cáo rằng đã phá được một trạm liên lạc của địch mặc dù vậy trận đánh này cùng với trận đánh phá hủy một số máy bay mỹ ở sân bay bên thái lan là những trận đánh ra nước ngoài tiêu biểu của đặc công việt nam nó chứng tỏ đặc công việt nam không chỉ giỏi đánh nhau trên lãnh thổ nước mình mà còn có khả năng bí mật tập kích ra bên ngoài lãnh thổ sau khi kết thúc mọi cuộc chiến tranh với kinh nghiệm thực tiễn đã qua Việt Nam rất chú trọng xây dựng lực lượng đặc công nhằm tạo ra một con át chủ bài trong tay. Nói như vậy, có thể một số người sẽ cho rằng thời nay chiến tranh đã đến trình độ chỉ ngồi trong nhà bấm nút thì đặc công còn làm ăn gì được. Tuy nhiên nghĩ như vậy là sai lầm. Một số sự kiện trên thế giới trong những năm qua đã chứng minh rằng vũ khí càng hiện đại, yếu tố con người lại càng quan trọng. Máy móc hiện nay dù đã rất thông minh nhưng nó không vượt qua được một giới hạn hiển nhiên của chữ máy móc. Điều đó giải thích vì sao Mỹ có tất cả mọi phương tiện tiên tiến nhất thế giới nhưng không giết được Bin Laden bằng tên lửa mà phải dùng đến lực lượng đặc biệt. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.